Bạn muốn sở hữu cho bản thân một tài khoản VIP hay thử sức với vòng quay may mắn nhận ngay acc VIP cùng hàng loạt quân uy giá trị, hãy đến ngay shopgthuchuvn để dinh về cho mình những tài khoản chơi game chất lượng cao. Truy cập ngay shopgthuchuvn, shop bán acc uy tín chất lượng hàng đầu Việt Nam. Cảnh báo đường link shopgthu.vn là shop lừa đảo, các bạn để ý kỹ link website trước khi mua nhé. Các bạn thấy trang phục cà phê ni cô dâu này đẹp không? Hãy để lại bình luận nha! Chào tất cả các bạn, ngày hôm nay mình đem đến cho tất cả các bạn sức mạnh của cô nàng Cavani. Thật ra thì mình cũng đang cảm thấy rất là buồn, không biết là các bạn có cùng chung nỗi buồn giống mình hay không khi mà phát hiện được ra Cavani sắp sửa trở thành vợ người ta rồi. Bởi vì vừa xong các bạn quan sát thì các bạn nhìn thấy Cavani đã khoác trên người đó là một bộ váy cưới nha. Và đấy là bộ trang phục Cavani cô dâu. Buồn đúng không nào các bạn ơi? Không phải vợ của anh em mà đây là vợ của người ta nha. Thôi thì mình sẽ xả nỗi buồn này thẳng mặt Lavin. Trận đấu ngày hôm nay sẽ là kèo đối đầu giữa Lavin và Cavani. Kèo đối đầu cũng căng và chưa biết ai ăn ai được. Thế nên là mình sẽ cố gắng trao đổi chiêu thức, có một màn dạo đầu cùng với Lavin thời điểm đầu game. Lavin đánh hổ báo lên để mình bắn thẳng vào mông này. Mình hơn cấp độ rồi. Cấu gì á, thốn ra phết các bạn ơi. Nhưng bản thân của mình bây giờ cũng còn một cục máu mà thôi các bạn ạ. Lavin hổ báo quá, đã thấy gì cho Lavin này. Lavin bốc hơi chiến công đầu dành cho mình rồi, cực kỳ thơm. Mình có cái hồi máu siêu cấp mà. Thế nên là vừa sau mình lợi thế hơn nhá. Lavin là cũng đầu tư tốc biến lên là hơi bị chủ quan đấy. Đấy là cái tội tự tin thái quá mà. Ok, đối với Cavani thì như các bạn biết đây là chất tướng từ điểm đầu game. Thật ra thì bắn nó cũng rất là yếu thôi. Bắt đầu tầm giữa game và cuối game khi mà các bạn có đồ rồi thì Cavani được mệnh danh là vị tướng ngộ không phiên bản xạ thủ nhá. Bởi vì cái lượng chí mạng của Cavani đấy nó rất là lớn. Vừa xong bò Toro ảo thật đấy. Mình thấy chưa một hook sau đó đầu tư tốc biến giật cả mình luôn. May là vừa xong không hook trúng mình. Bây giờ mình sẽ cố gắng ở lại để có thể hỗ trợ đồng đội nhá. Vấn đề chính là chúng ta sẽ cần phải tập trung farm á. Veret mày thế. Còn đúng một cục máu thôi. Tin bạn đánh gắt ghê, chịu đấy. Mình là có lẽ là mình về đấy các bạn ạ. Chưa ở lại thì mình cũng không có tác dụng gì đâu. Yếu máu là chúng ta nên về nha. Đối với bộ trang phục Cavani cô dâu thì mình nếu như có cơ hội là mình sẽ review cho mọi người sớm. Vậy nên các bạn hãy cùng chờ đợi. Thật ra thì nếu như mà mốt được mình sẽ review sớm thôi. Vậy là liên quân của chúng ta đã có 2 người hình như là có 3 bộ trang phục liên quan tới cô dâu hay sao ấy. Mình nhớ không nhầm là có Kahi là bộ trang phục hình như là cũng là cô dâu hắc ám hay cái gì ấy. Mình nhớ không nhầm là như vậy. Ngoài ra là chúng ta có Violet, vợ người ta. Bây giờ chúng ta có thêm bộ trang phục Cavani cô dâu. Đấy, các bạn mà không hốt nhanh thì các vị tướng nữ của liên quân là theo chồng hết. Bỏ các bạn mà đi theo chồng hết đấy. Bây giờ là tiên địch không dám lên cao luôn ấy. Ủa ôi, Toro hổ báo. Ui rồi, bị ăn tráng rồi. Arum cứ đánh hổ báo lên yên tâm. Bây giờ mình sẽ giữ vị trí đằng sau, kích quả chiêu cuối sấy luôn. Có mạng của Lavin. Còn Toro nó cứng cáp quá các bạn ạ. Quá cứng cáp. Ui, từ từ đang có cả Kahi này. Mình lại sợ bạn quá cơ. Dí luôn cả đôi chứ. Tầm này kể cả Kahi là mình cân cả Kahi. Cứ thế mà dí thêm sự hỗ trợ của Rat nữa. Mình xin siêu việt. Ôi, chưa gì là 3 phút 3 mạng như thế này rồi.
Lát nữa bán thêm được một vài mạng nữa là chắc chắn mình sẽ lên game sớm thôi. Tranh thủ bây giờ mình sẽ cố gắng đẩy lính thật nhanh, sau đó mình té nha mọi người nhá. Căn bản là bản thân của mình còn một cục máu. Ôi Toro lại hổ báo. Bò, ui, chén luôn bò, bò chết tôi chết rồi, gặp Lavin. Rồi xong bị chấm dứt luôn. Hóa ra là Toro vừa xong là cố gắng hy sinh bản thân để cho Lavin có mạng chấm dứt đấy. Team địch là cũng có một tinh thần đoàn kết ghê. Trong khoảng thời gian này cho mình xin phép trình bày qua cho mọi người về build đồ dành cho cô nàng Cafani nhá. Trang bị đầu tiên mình sẽ lên đó là giày kiên cường. Ngoài ra thì mình sẽ lên đó là thanh kiếm rồi đến vút hung tàn, sau đó là cung tà ma, diệt thần cung và trang bị cuối cùng sẽ là trang bị giáp hộ mệnh. Ok, đây là về build đồ nha mọi người, các bạn có thể áp dụng theo. Thật ra thì bao giờ mình lên được trang bị cung tà ma ấy, thì lúc đấy mới là sự đột phá của Cafani, bởi vì một phát súng đại bác có thể hồi phun máu. Căn bản mình chơi Cafani nhiều trận đấu rồi mà, thế nên cái điều này là mình quá quen thuộc luôn. Chí mạng bây giờ chưa được to nhá. U là trời, team địch đang tập trung ở đây rất đông, có đến 4 thành viên luôn. Tạm thời là team mình sẽ cần phải lui về trong trụ khi mà Arum và Red mỗi người không còn quá nhiều máu. Không biết là team bạn có tập trung băng trụ hay không, chứ còn mình cũng đang cảm thấy nghi đây. Nhiệm vụ chính của mình sẽ cố gắng quyết thủ cái trụ này bằng cách chúng ta có thể kích quạt chiêu cuối để có thể dọn lính nhá. Yên tâm, xấy chiêu cuối ra dọn lính nè. Không ăn thua rồi Quillian ơi. Đúng rồi Quillian ơi, để mình ra hỗ trợ cho, bật súng đại bác lên dí nè. Tiếp tục dí nè, có mà có Lavin. Tiếp theo là Toro. Toro hy sinh, thêm cả Veret cũng được này. Quillian 2-1 luôn, Veret bốc hơi double kill. Đấy, có Quillian team mình tới một cái là lật kèo ngay. Trận đấu này thật ra thì mình sẽ cần phải né xa Zuka nhá. Vấn đề là Zuka nó xúc đam mạnh lắm, thế nên là mình sẽ cần phải né xa sát thủ của team địch. Ok, có trụ luôn. Được cái là mình bây giờ di chuyển rất thoải mái, lý do là có Arum bảo kê. Và ngoài ra team mình cũng đã chiếm được lợi thế rồi mà, ăn được 12 mạng rồi. Kể cả team địch đông ở đây mình chỉ cần giữ vị trí thôi. Nhưng mà căn bản chiêu cuối của ui Kahi nó xấy đau thật. Ôi chắc có lẽ là team mình sẽ cần phải đánh thấp thấp một xíu nha. Từ từ cho mình cái con bùa xanh này cũng được này. Ok mình xin. Tiếp tục làm cái nhiệm vụ đó là thăm ngàn. Có quái rừng là farm. Liên tục farm, liên tục farm. Thường thường khi mà chơi Cafani thì chúng ta cũng chả cần có combo làm gì. Nhưng mà mình ấy, mình có một cái cách để có thể ăn mạng một cách dễ dàng. Trước tiên là các bạn thấy qua là Cafani sẽ có hai trạng thái bắn súng đến từ chiêu 1. Các bạn kích hoạt chuyển đổi súng dựa theo chiêu 1. Nếu như ở trạng thái bình thường là các bạn sẽ bắn liên tục tục. Bắn như đây là súng tiểu liên thì phải các bạn ạ. Đấy, và khi mà kích hoạt chiêu 1 lên là các bạn sẽ bắn theo kiểu là súng đại bác. Thường thường là mình sẽ bắn cấu rỉa đối phương bằng súng tiểu liên chứ đã, cứ bắn cấu rỉa. Và sau khi đối phương còn một cục máu chẳng hạn thì mình sẽ kích quạt chiêu 1 lên để dựng ra súng đại bác, bắn cho đối phương một phát là chết luôn nhá. Thường thường cứ cấu rỉa trước, sau đó kích quạt súng đại bác một phát kết liễu luôn. Đấy là phong cách chơi của mình. Khi mà các bạn quẩy như vậy rồi thì đồng đội chúng ta rất là khó để có thể KS được mạng. Nào, tiếp tục dí chiêu cuối. Cười ơi, không có mạng của Lavin kìa, phí thật. Lavin vẫn chạy được nhưng mà không sao, mình vẫn dí được Veret. Veret bốc hơi. Toàn hỗ trợ thôi. Lavin này, tội yếu máu không chịu về. Không tin nổi, vừa xong Lavin còn một cục máu còn cố gắng ở lại. Cố gắng ép luôn cái trụ đứng giữa này nhá. Nhưng mà đang có Toro lẫn cả Kai hy thủ. Thôi kệ đi, sấy bừa Toro, làm thịt trâu gác bếp luôn. Trâu thật sự, trâu thì đánh lâu cũng phải lên bản điểm số. Có mạng hỗ trợ luôn. Mình thấy qua Kahi vẫn còn cố chấp ở lại thủ trụ đứng giữa thì phải. Bây giờ mình sẽ chủ động băng trụ. Hello Kahi, một phát, hai phát lên bàn điểm số. Ôi trời ơi, tôi chết rồi, gặp Veret rồi, thêm cả Lavin tôi chết rồi, cứu. Úi giời. Tham thì thâm là đây chứ đâu. Không tin nổi, mình không tính đến cái nước đi đấy. Không nghĩ là mình có thể bắt gặp Veret và Lavin như vậy. Trong khoảng thời gian này các bạn nhớ ủng hộ mình nhé, bằng cách cho mình xin một nút like và ngoài ra cho mình xin một đăng ký kênh và chuông thông báo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hiện tại thì clip của mình đang bị tụt view trầm trọng các bạn ạ. Dạo gần đây thì mình cũng cảm thấy mất ăn, mất ngủ. Người ta gọi là bước vào trạng thái bị trầm cảm đấy. Thế nên hy vọng rằng các bạn sẽ giúp đỡ mình. Cứ xem clip của mình, điều đầu tiên là các bạn cho mình xin một nút like đi, để cho clip của mình tăng thêm tương tác. Nút like là hoàn toàn free nha, nó hoàn toàn miễn phí luôn. Thế nên các bạn, mỗi bạn tặng cho mình một nút like thì clip của mình sẽ được nhiều like hơn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok, quay trở lại với trận đấu.
Tiếp tục là mình sẽ cần phải di chuyển ra hỗ trợ đồng đội thôi. Vấn đề chính là bây giờ không ai bắt mình thì mình sấy tự nhiên các bạn ơi, có cả cung tà ma đây rồi. Thế này thì Kahi làm sao về được Kahi ơi? Kahi bốc hơi này thêm cả bò Toro. Cho mình xin mạng double kill cái coi Toro này. Hy sinh nốt. Các bạn thấy qua là đối với Toro ấy, nó còn đúng một cục máu, mình kích hoạt súng đại bác mình kết liễu luôn. Lúc đầu mình chỉ bắn cấu rỉa thôi, sau đó kích hoạt súng đại bác và cho lên bàn điểm số nhá. Thêm cả gấu béo Zuka. Hai phát bắn súng đại bác rồi và dí tiếp phát súng đại bác thứ ba, một phát nữa lên bàn điểm số siêu việt. Từng thành viên của team bạn bị mình cho lên bàn điểm số. Tập này tuyên bố là late game rồi nhá. Gần 9 phút đồng hồ căn bản là ăn được 11 mạng và mình cũng farm tích cực, farm rất nhiều. Chí mạng mà Cafani ngày xưa có thể đạt được nó rơi khoảng tầm 6k 7k chí mạng. Một phát bắn súng đại bác ấy. Thế nên là vì thứ này được mệnh danh là Ngộ Không phiên bản xạ thủ mà. Chứ còn bắn ở dạng bình thường thôi thì rơi khoảng tầm 1000 chí mạng. Nó không được to. Nhưng mà dựng súng đại bác lên bắn một phát nó thốn các bạn ạ. Đấy, bình thường mình bắn là 3000 chí mạng rồi. Ở trạng thái súng đại bác nhá. Chờ lính lên thôi, khi mà có lính thì mình sẽ chủ động ép được cái trụ đường giữa. Có Lavin kìa Arum, hay quá. Nhưng mà Zuka nó định bắt mình. Ui ôi, từ từ, em có cung tà ma đây. Một bắn xuống đây bác, hai phát bắn rồi. Không tin nổi các bạn ạ. Các bạn thấy qua cái lượng máu mình hồi không? Khi mà kích hoạt cung tà ma và bắn hai phát Zuka chết, mình cũng hồi phun máu luôn. Đấy là cái điểm lợi khi mà chúng ta lên cung tà ma, làm lúc biến ảo lắm và khiến cho đối phương bị sốc đấy. Zuka được cái là trận đấu ngày hôm nay thì cũng không quá xanh. Mình vừa xong thì có check qua là bạn ấy 1-6, chứ là bạn ấy cũng không quá xanh nhá. Nhưng vấn đề để mà lấy được đường lính xuất cấp bây giờ hơi khó. Thôi thì lấy tạm cái trụ này. Lấy tạm cái trụ này cũng được. Ép được đường lính xuất cấp bây giờ là rất khó. Bắn tạm mà bò Toro nhá. Như kiểu là lấy trứng chọi đá vậy, nó quá trâu luôn. À có Zuka. Zuka định móc mình à? Ui định bắt mình à? Bắt làm sao được? Chắc chắn là team địch bây giờ ghi mình rồi. Căn bản là ăn được 12 mạng như thế này cơ mà. Chắc chắn là Zuka kiểu dán hẳn cái lệnh truy nã thẳng mặt mình luôn. Thường thì team mình có Kahi thì không sao, nhưng mà team địch mà có Kahi thì mình ghét cay ghét đắng. Bởi vì lý do các bạn thấy qua trừ của Kahi nó hồi rất nhanh. Khi mà team mình bước vào trạng thái ép trụ ấy, nó bật mỗi chiêu cuối lên nó dọn xong lính rồi thì team mình rất khó để có thể đẩy đường lính xu cấp. Đấy là lý do tại sao mình ghét. Thôi thì bây giờ ăn tạm rồng đi này. William hỗ trợ mình ăn rồng cho nhanh. Ôi, Toro này. Ui ôi, khả năng cao team địch là kéo nhau ra đây ấy. Nhưng kệ, ăn rồng đi William. Cứ vào đi, sợ gì Toro. Đấy, ui rồi bị cướp mất rồng từ con đầu. Không tin nổi ạ. Thôi yên tâm, mình sẽ trả thù. Ăn một con rồng là phải trả mấy mạng luôn. Mình không cho team bạn chạy thoát một cách dễ dàng như vậy đâu. Trước tiên là dí luôn Lavin solo luôn. Có cung tà ma đây, kích hoạt cung tà ma lên một dí nhá. Hồi máu rất nhiều các bạn ơi. Thêm cả Toro là không cho về. Châu thì bắn lâu cũng chết. Thêm cả Veret. Veret là Boker triple kill. Qua ra kill đây rồi. Không được qua ra kill kìa. Ui Zuka đẩy trụ lén ạ. Nhưng mình nghĩ là đồng đội của mình về rồi. Vậy nên là mình sẽ cố gắng ở lại nhá. Vừa xong là may mình không có mạng qua ra kill. Chứ còn nếu như mình có mạng qua ra kill thì mình lại tiếc. Bởi vì khi mà ăn được qua ra kill rồi lại tiếc không có mega kill. Team địch là cũng bắt đầu sắp sửa hồi sinh dần ra rồi. Nhưng mà trước tiên là mình sẽ cần phải lấy đường lính xuất cấp đã. Đó chính là đường giữa này. Mở ra một đường lính xuất cấp. Ok, như vậy là được rồi. Tập trung ăn Seiza luôn nhá. Cố gắng trong khoảng thời gian này mình sẽ cần phải lên được cái trang bị giáp bao mạnh nữa thì mình sẽ tự tin hơn cho giao tranh tổng. Ok, có Seiza rồi nhá. Bây giờ ấy, mình mới sở hữu cái con Seiza cấp 2 mà thôi, chứ không phải là Seiza cấp 3. Seiza cấp 3 là Seiza bạo chúa, nó sẽ xuất hiện phút từ 15. Thôi thì có Seiza cấp 2 này cũng được rồi, có thêm cả giáp mạnh nữa là chính thức là mình full đồ. Có trang bị giáp mạnh nữa thì mình sẽ tự tin hơn. Trước tiên là chúng ta bắt lẻ cậu bé Zuka. Zuka không cho về, ôi ôi 16 mạng rồi, tầm này là cố gắng ăn mạng thôi. Chúng ta cùng đi chăn bò nhá. Đi chăn bò, cầm cái roi thật to, bò không đi ta lấy cái súng ta bắn vào đít bò. Úi rồi bò chết luôn. Thêm cả Kahi này. Trời ơi, Kahi vậy. Phải lên mà điểm số team địch mất 3 người rồi. Thế này thì đánh đấm cái gì? Đường dưới đang có Lavin đẩy trụ lén. Kệ đi, mình là mình đâm thẳng xuyên thủng nhá. Cứ đẩy thẳng luôn.
Bây giờ không cần phải bắt ai đứng trên cầu Everest, mình không quan tâm. Vấn đề quan tâm bây giờ mình sẽ cần phải chú ý tới cái nhà chính các bạn ạ. Xây tảng nhà chính để có thể kết thúc trận đấu. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý giá để xem clip của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo. Bye bye mọi người, bye bye.